Lan rừng bản đôi Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay em tiếp tục đưa lên mặt hàng trâu rừng. Chiều hôm qua vừa về thì sáng hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Hôm nay thì hầu như là hàng rừng 100% luôn mọi người nhé. Còn hàng thuần thì em không đưa lên nữa. Chỉ để bán hết cái hàng rừng này thì em lại tiếp tục đưa lên hàng thuần nhé. Và cũng nói trước với mọi người rằng là hàng rừng mùa này là mùa rất là héo của rừng Buôn Đôn. Hanh khô, đấy, gió và hanh khô, không có giọt mưa nào hết. Cho nên là cây đang xuống nước trầm trọng nhá. Mọi người mua về thì chăm sóc, tưới tắm để cho nó tươi tỉnh trở lại nhá mọi người nhá. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. H1 đây, một cây lá mít vàng khủng luôn. Đấy, lá mít vàng đây, rất đẹp luôn mọi người nhá. Lá mít xoắn nhá. Cây này thì đáng nhẽ ra là giá rất là cao đấy. Nhưng mà do là có cái vết nứt đây mọi người nhá. Có vết nứt đây. Đấy, có cái vết nứt. Bản lá đây mọi người xem này. Bàn tay lọt thẳng vào trong luôn nhá. Bàn tay lọt vào trong luôn. 1 2 3 3,5 cặp lá mọi người nhá. Rất là to. Mọi người xem lá mít mà viên gạch 50 sen nhà em nó trùm hết luôn. Đấy, mọi người xem nhá. Lá mít và viên gạch 50 sen là trùm hết luôn nhá. Đấy. Ai chốt cây này? Em xả thanh lý cho mọi người với giá là 500k. 500k nhá. 500k cho cây này. Đấy. Em bao ship nhanh luôn nhá. H1. H2. H2 đây là một đơn lá xếp 5 cây cũng rất là to. Đây, mọi người xem. Nó to gần bằng viên gạch rồi nhá, gần bằng viên gạch này. 1 này. 2 3 4 và đây là 5. 5 cây to gần bằng viên gạch rồi mọi người nhá. Cây này là tầm 40 sen nhá. Ai chốt 5 cây này với giá là 350k, em bao ship nhanh. H3, đơn này gồm có 9 cây. 9 cây nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cây này tầm khoảng 30 sen mọi người nhá. 30 đến 35 sen. Đấy. Ai chốt với giá là 350k. Em bao ship nhanh nhá. H3. H4. Đơn này cũng là 5 cây, rất là to. 5 cây rất to nhá. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cây rất là to luôn. 5 cây này đây, tầm khoảng 40 sen mọi người nhá. Viên gạch là 50 mà nó hở một tí tẹo tẹo này thôi. Còn như thế này thì chắc là cứ cho là 40 sen đi. Với giá là 350k, em bao ship nhanh. H4. H5. Đơn này gồm có 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây này. 7 cây này tầm 35 sen đi. 35 sen với giá là 350k. Nó hở từng này nữa, tầm 10 phân. 40 35 đến 40 đấy nhá. H5 350. H6. H6, đơn này một đơn 7 cây. 7 cây mọi người nhá. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cây này. Đây, cũng tầm khoảng chừng 30 đến 35 sen với giá là 350k, 7 cây. Em bao ship nhanh. H6. H7. H7 đây là một 3 cây rất là to mọi người nhá. 3 cây rất to luôn. Rất là to nhá. 1 2 và đây là 3.
Cây nào cũng 50 sen rồi mọi người nhá. Cây nào cũng 50 sen, nó trùm hết cả viên gạch này nhá. Đấy, ba cây này với giá cũng là 350k. Em bao ship nhanh. Tiếp theo H8. H8 đơn này cũng là ba cây rất là xịn sò luôn, rất đã luôn nhá. 1 1 này, 2 này, 3 này, 4 cặp lá. Đấy, cây đẹp như thế này nhá, 4 cặp lá nhá. Một cây, cây thứ 2 1 2 3 cặp lá này. Đấy. Và cây thứ 3 cũng là 1 2 3 cặp lá này. 3 đến 4 cặp lá và cây này to 40 cm rồi mọi người nhá. Đấy. Ai chốt đơn này cũng là 350k, 3 cây. H8. H9, đây là một cặp khủng luôn, một cặp rất khủng nhá. Cặp này rất là khủng luôn. Một cây này. Cây này đang ra ngồng hoa rất là dài này. Vòi hoa của nó cũ này, rất dài luôn mọi người nhá, rất là dài luôn. Vì lá nó cứng, nó dài, rất là đẹp luôn. 1 2 2,5 cặp lá nhá, lá rất cứng, rất dày nhá. Rất cứng, rất dày, lá dài thì bông hoa dài. Đấy. Và cây thứ hai cũng vậy luôn mọi người nhá, cây thứ hai cũng vậy luôn. Đấy, hai cây to bằng nhau. Hai cây to bằng nhau nhá. Ai chốt cặp này? Cặp này tầm 55 đến 60 cm đấy mọi người ạ. Rất là to khủng luôn. Với giá là 350k, em bao ship nhanh. H10. H10 đơn này gồm có là 7 cây. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 cây này. 7 cây này với giá là 350k, 7 cây này tầm 30 sen. 350k, em bao ship nhanh nhá. 30 đến 35 sen. H10. H11 đơn này cũng là 7 cây. Cũng là 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7 7 cây này cũng là 30 đến 35 sen. 7 cây này cũng có giá là 350k, em bao ship nhanh. H13, đây là một đơn trâu mít xếp mọi người nhá. Đây. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cây trâu lá mít xếp rất là đẹp này. Với giá cũng là 350k, em bao ship nhanh. H13. H14, đơn này gồm có 4 cây. 4 cây trâu hơi bị to luôn nhá. Hơi bị to luôn. 1 cây này. 2 cây này, cây này lá xếp này. Rất là to nhá, rất là to. Mọi người để em trưng bày lên giữa cái viên gạch mọi người xem. 3 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 cặp lá, lá mít rất là đã luôn nha. Nhưng mà nó đã bị héo. Đấy, cây này là cây thứ 4. 1, 2, 2,5 cặp lá. Đây, mọi người xem. Cây nào cũng vậy hết, nó trùm hết cả viên gạch như thế này nhá. Trùm hết cả viên gạch rồi, 50 sen rồi nhá. Ai chốt với giá là, đây là cả xếp cả mít mọi người nhá, với giá là 350k cho 4 cây này. H14. H15. H15 đây là một đơn hàng lỗi nhẹ nhá. Hàng hơi lỗi thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cây nó hơi lỗi như thế này cũng có giá là 350k, em bao ship nhanh. H16, đơn này gồm có là 10 cây lá dài. 10 cây lá dài mọi người nhé. Đây, 1 2, mặc dù lá nó dài nhưng lá rất là cứng mọi người nhé. 3 4 5 6 7 8 9 và đây là 10. 10 cây này, cây nào cũng là tầm khoảng chừng 50 sen hết rồi nhá.
rất là to luôn. Em bán thanh lý cho mọi người với giá là 350k. Em bao ship nhanh 350 nhé. Tiếp theo H17. H17 đơn này 12 cây. 1 này, 2, nó hơi héo mọi người nhá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây mọi người ạ. 11 cây chứ không phải 12 cây, lúc này em đếm nhầm. 11 cây nhá. 11 cây này cũng thanh lý với giá là 350k. 11 cây cũng có giá là 350k, rất là to nhá. Đấy, giá thanh lý đấy nhá. H18 đơn này cũng là một đơn thanh lý tiếp theo. 1 2 3 nó hơi héo thôi nhá. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và đây là 13. 13 cây này cũng có giá là 350k, em bao ship nhanh. H19 đây cũng là một đơn thanh lý hàng lỗi. Mùa này anh em đi về lỗi nhiều lắm mọi người ạ, lỗi nhiều lắm. Đây, đây là một đơn lá mít rất là to khủng luôn, một cây rất là to nhá. 1 này, 2 rất là to khủng nhá. 3 4 và đây là 5. Rất đẹp luôn, lá bị sâu nó cắn một ít trên. 5 cây này cũng có giá là 350k, em bao ship nhanh. H19. H20. Đây là một cây siêu khủng này. Một cây trâu khủng mọi người này. Cây này lá này là lá nhăn này. Đây lá nhăn đây nhá. Chỉ nhăn một lá này. Bản lá đây mọi người xem này. Bàn tay lọt thẳng vào trong luôn nhá. Úp lại này. Úp lại này. Đấy mọi người xem. Bản lá này là siêu to khổng lồ rồi nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cặp lá. 6 cặp lá. Chỉ có duy nhất một cái lá này nó bị rách. Bị rách tại rừng rồi. Nó béo quá, nó bị rách tại rừng nhá. Đấy, do là sung quá, béo quá, nó bị rách tại rừng luôn. Và cái lá ở bên này thì cũng bị nám một chút. Đấy, bị nám một chút. Đấy. Và cây siêu khủng này, mít khủng này, ai chốt sẽ có giá rất là hữu nghị nhá. Nó bị lỗi một tí tẹo tẹo, lỗi nhẹ như vậy thì em để giá theo giá thanh lý cho mọi người luôn. Đây mọi người xem cái viên gạch nhá. Gạch 50 sen mà cây mít khổng lồ này nó nằm như thế này thì mọi người biết như thế nào rồi nhá. Nó mà thẳng ra nữa thì nó còn dài nữa. Đấy. Ai chốt đơn này với giá chỉ có 700k thôi mọi người ạ. 700k quá rẻ nhá, quá rẻ luôn. 700k em bao ship nhanh. H20. H21 tiếp theo cũng là một cây mít xếp rụt rịt luôn, rất là đã luôn. Lá từ gốc đến ngọn, lá từ gốc đến ngọn luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 4,5 cặp lá nhá. Cái lá này nó lúc nãy bị héo vàng ươm rồi em phải cắt ra này. Đấy, còn lại nếu không là nó 5 cặp lá đấy, 1 2 3 4 là thành 5 cặp lá đấy. Lá mít rất là đã luôn mọi người nhá. Hiện tượng xuống nước đang bắt đầu đây. Xuống nước đang bắt đầu. Cây này thì nó bị lỗi một tí tẹo tẹo đây. Bị nứt. Nứt cái lá này một chút nhá. Nứt vỡ một tí tẹo tẹo đây. Cái chỗ này. Và nó là gọi là siêu khủng rồi nhá. Lá mít như thế này. Viên gạch trùm hết cả viên gạch này. Đây mọi người nhá. Đấy. Ai chốt cây này giá với giá là 600k. Nếu mà cây này về mùa kia tươi tỉnh, nó không bị lỗi một tí nào, cây này phải nằm trong vòng tầm 1.800.000 đến 2 triệu mọi người ạ. Đấy. Và cây này cũng nằm tầm khoảng chừng 2.500.000. Không ít đâu nhá. Nằm tầm ở đấy. Và tiếp theo đây nữa thì cực cây rất là tiếc luôn. Đối với em quá là tiếc mọi người ạ. Quá là tiếc. Những cái cây trâu mà có đến cặp lá giống như thế này và có bản lá giống như thế này thì chắc là
kiếm nát cả rừng cũng không gặp được đâu. Bây giờ gặp được cây thì lại là bị lỗi như thế này. Anh em người ta lấy nhưng mà mấy cái lá này là ở rừng bị con sâu con gì nó cắn ở phía dưới ấy. Thế là nó bị gãy cụp xuống. Đấy, rất tiếc luôn. Không thì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6,5 cặp lá. Siêu khủng này, siêu khổng lồ này nhá. Mà bây giờ lại mất một bên lá như thế này. Ai chốt về để tải tạo trở lại thì mọi người chốt với giá là 400k. Đấy, thanh lý thôi, mua bao nhiêu bán bấy nhiêu. 400k cho mọi người. Không, cây này phải đến nó phải nằm tầm khoảng chừng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi nếu nó ổn định bình thường. Chứ không phải là 400 như thế này. Quá phí luôn. Rất là phí, rất là tiếc. Nhá. H23. Đây là mật ong rừng. Mật ong nguyên chất luôn. Đậm đặc luôn mọi người nhá. Nguyên chất đậm đặc của rừng Buôn Đôn. Anh em người ta đi chắc là tầm khoảng chừng 2 tháng nữa là bắt đầu có mật mới rồi mọi người nhá. 2 đến 3 tháng nữa là có mật mới rồi. Mật đậm đặc, mật ngon luôn, mật chuẩn chất lượng mọi người nhá. Đấy. Mật này em chỉ lấy vào cái mùa khô này thôi chứ không phải là lấy vào cái mùa mưa. Mùa mưa là mật rất là loãng mà mật nó chua. Còn mật này là mật mùa khô này rất là đậm đặc, rất là ngon, rất là thơm. Để bao lâu cũng vậy luôn, để càng lâu càng ngon. Không ảnh hưởng gì hết nhá. 1 lít này là 600k mọi người nhá. 600k. 600k 1 lít. Bao ship luôn cho mọi người luôn nhá. Và đây tiếp theo đây là có măng le khô. Măng le khô nhá. Đó. Măng le khô này cũng là của rừng Buôn Đôn. Đấy. Của nhà làm. Cho nên là mọi người yên tâm về an toàn thực phẩm nhá. Chuẩn chất lượng 100% măng le của rừng Buôn Đôn cho mọi người nhá. Ai chốt giá chỉ có là 250k một ký nhá. 250k một ký. Bao ship toàn quốc luôn. Đấy, mật ong là 600, còn măng le là 250. Đấy là tổng toàn bộ 23 đơn. Sáng hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981 088 852. Kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.